Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi tìm hiểu Em yêu biển đảo quê hương. Đến dự có trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Lê Văn Trung. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương nằm trong chương trình Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân được phát động tại 3 trường Trung học cơ sở Lê Độ, Lý Tự Trọng và Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà với sự tham gia của hơn 4.400 em học sinh. Cuộc thi chia làm 2 nội dung gồm viết cảm xúc và vẽ tranh với chủ đề Biển đảo Tổ quốc và Người chiến sĩ Cảnh sát biển. Sau hơn 3 tuần, ban tổ chức đã chấm chọn được 79 tác phẩm vào vòng chung khảo, trong đó có 19 tác phẩm tranh vẽ và 19 tác phẩm viết được chọn để trao giải. Qua cuộc thi, giúp các em học sinh nâng cao hiểu biết về biển đảo của Tổ quốc, vun đắp tình cảm của các em đối với cán bộ chiến sĩ đang canh gác bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã trao 300 suất quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, đồng thời trao 30 xe đạp, 75 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, hiếu học.